Một tin vui cho nhiều người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh lạm phát leo thang, đó là các chương trình khuyến mại TV, đồ nội thất, quần áo, dụng cụ thể thao và nhiều mặt hàng khác đang được đẩy mạnh. Target, Walmart, Best Buy, Urban Outfitters và nhiều doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại Mỹ cho biết họ đang ngồi trên một núi hàng hóa tồn kho, buộc họ phải sớm tung ra các chương trình giảm giá, kích cầu doanh số. Điều này hoàn toàn trái ngược với năm 2021, khi người tiêu dùng rất hiếm khi bắt gặp những chương trình khuyến mại tương tự. Trong năm ngoái, các chuỗi bán lẻ lớn không tung ra các chương trình kích cầu vì nguồn cung hàng hóa tương đối hạn chế, bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Các nhà hàng, thương hiệu có thể dễ dàng bán sản phẩm của mình với mức giá mong muốn trong bối cảnh tiết kiệm của người dân Mỹ tăng cao trong đại dịch và mức độ sẵn sàng mở hầu bao. Tình hình đã thay đổi trong một vài tháng gần đây. Tồn kho của một số doanh nghiệp tăng cao vì họ đã đặt quá nhiều hàng hóa từ các nhà sản xuất với kỳ vọng tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng mạnh nhưng nhu cầu mua sắm của người dân giảm xuống trước áp lực của lạm phát, hiện đang tiệm cận ngưỡng cao nhất trong 40 năm. Các doanh nghiệp nhập vào quá nhiều hàng hóa để đón đầu nhu cầu thị trường vốn đang chậm lại. Dana Tensei, CEO kiêm giám đốc nghiên cứu tại Tensei Advisory Group, chia sẻ trong báo cáo gửi tới khách hàng, các chương trình giảm giá khuyến mại đang ngày một xuất hiện nhiều hơn, bà nói có quá nhiều hàng hóa tồn động trong toàn lĩnh vực bán lẻ nói chung. Theo Richard Haney, CEO của Urban Outfitters, công ty sẽ gia tăng hoạt động khuyến mại trong phần còn lại của năm và tới hết mùa cao điểm mua sắm mùa đông, ông nói. Target cho biết họ nhập quá nhiều các sản phẩm như là đồ nội thất, TV, thiết bị phòng bếp trong quý 1 năm 2022, trong khi người tiêu dùng lại chuyển hướng sang mua sắm, túi sách, hành lý, đồ chơi, đồ trang trí nhà cửa. Chúng tôi đã không thể dự báo trước được điều này, Brian Cornell, CEO của Target, chia sẻ. Target đã hạ giá bán một số sản phẩm có kích thước lớn nhằm có đủ chỗ chứa và bày bán các sản phẩm đang có sức mua cao. Best Buy cũng gia tăng các chương trình khuyến mại đối với sản phẩm TV và máy tính. Chương trình khuyến mại được đẩy mạnh hơn với các mặt hàng tương đương với giai đoạn trước đại dịch. Theo Corey Barry, CEO của công ty, người tiêu dùng cũng có thể tìm thấy thêm nhiều món hời tại các chuỗi bán lẻ khác như là TJX Bullington. Môi trường mua sắm hiện đại tốt hơn nhiều so với vài năm trở lại đây, Michael O'Sullivan, CEO của Bullington, nhận định. Nhiều thương hiệu mà chúng ta không nhìn thấy trong suốt 2 năm qua cũng đã quay trở lại, ông nói.